Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chiến Thần Định Giá, chuyên thu mua tất cả các dòng smartphone cũ với giá cả số 1 thị trường. iPhone 15 Pro Max có thể nói là con flagship phổ thông có mức giá đắt nhất trên thị trường thời điểm hiện tại. Những gì con máy này mang lại tới bây giờ thì chúng ta cũng đã biết rồi, rất ngon, rất tuyệt vời, không cần phải nói quá nhiều. Tuy vậy thì nếu như so về mặt hiệu năng, con chip A17 Pro trên 15 Pro Max có phải là con chip có hiệu năng mạnh nhất hay không? Trong khi trên thị trường hiện tại có rất nhiều những ông trùm cấu hình như là Dimensity 9300 hay là ông kệ Snapdragon 8 Gen 3. Vậy cho nên là ngày hôm nay chúng ta hãy đi tìm hiểu xem đâu là con chip smartphone mạnh nhất 2024 các bạn nha. Bắt đầu thôi. Trước khi đi vào video này thì nếu như các bạn muốn tham khảo iPhone, Samsung, Xiaomi các kiểu với giá rẻ nhất thì có thể tham khảo tại cửa hàng Vietablet nha. Sẽ có rất nhiều chính sách ưu đãi cho các bạn, ví dụ như là chính sách bảo hành đến 1 năm nè, bảo hành tiền 100% với mọi lý do. Với iPhone thì sẽ được thay pin miễn phí trọn đời, đặc biệt là có hỗ trợ trả góp và trả góp không đồng, hồ sơ thì bao đậu luôn nha. Hai con máy dùng Snapdragon 8 Gen 3 và Dimensity 9300 trong video này sẽ là IQ 12 và Vivo X100 Pro. A17 Pro thì đương nhiên là 15 Pro Max rồi nha. Snapdragon 8 Gen 3 cùng Dimensity 9300 thì sẽ được sản xuất dựa trên tiến trình 4 nanomet, còn A17 Pro thì chỉ là 3 nanomet thôi nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thực hiện bài test AnOuto Benchmark. Trước khi đo thì cả ba con này đều sẽ được setting ở những chế độ hiệu năng mạnh nhất. Monster Mode trên IQ 12, Boost Mode trên Vivo X100 Pro, còn iPhone thì sẽ để ở chế độ pin bình thường, không bật tiết kiệm pin các bạn nha. Và kết quả có thể sẽ làm bạn bất ngờ khi mà iPhone 15 Pro Max với A17 Pro tỏ ra thua thiệt khá nhiều khi so với Snapdragon 8 Gen 3 cùng Dimensity 9300 trên IQ 12 cùng Vivo X100 Pro. Thực hiện thêm 10 lần đo nữa thì kết quả cũng không mấy khả quan trên A17 Pro. Tuy nhiên thì với Dimensity 9300 ta có thể thấy sự sụt giảm về điểm số rất nhiều, từ đang 2 triệu điểm nhưng tới lần đo cuối cùng chỉ còn khoảng hơn 1 triệu 6 mà thôi. Chỉ có Snapdragon 8 Gen 3 là mình thấy nó ổn định nhất khi vẫn duy trì ở con số khoảng 1 triệu 9 tới 2 triệu điểm, trên là chỉ khoảng 100.000 mà thôi, rất là ok. Một phần khiến cho Dimensity 9300 có sự sụt giảm về điểm số nhiều như vậy chính là do nhiệt độ. Sau 10 lần đo thì nó nóng lên tới 45,5 độ, trong khi với A17 Pro và Snapdragon 8 Gen 3 thì chỉ loanh quanh đâu đó tầm khoảng 40 độ thôi, nên là không bị chênh lệch điểm số quá nhiều sau mỗi lần đo. Tiếp tục với ứng dụng đo hiệu năng tiếp theo là Geekbench 6, thì lúc này iPhone 15 Pro Max đã lấy lại thể diện rồi các bạn ạ. Cả điểm số đơn nhân và đa nhân đều cao nhất với hơn 2.900 điểm đơn nhân cùng 7.300 điểm đa nhân. Trong đó thì điểm đơn nhân cao hơn khá là đáng kể so với Snapdragon 8 Gen 3 cùng Dimensity 9300 luôn, mạnh hơn tới 30%. Sau 10 lần đo thì kết quả vẫn không thay đổi quá nhiều, tuy giảm một ít về điểm đa nhân nhưng điểm đơn nhân thì vẫn rất là cao, vẫn hơn hẳn hai con còn lại luôn nha. Điểm đơn nhân cao thì nó sẽ giúp cho 15 Pro Max thực hiện những tác vụ như là đóng mở ứng dụng cực kỳ nhanh, và cái này thì chúng ta cũng đã được kiểm chứng rồi đúng không? iPhone thì luôn rất nhanh, rất mượt trong những cái khoản này. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với ứng dụng đo hiệu năng tiếp theo là 3D Max. Đây có thể nói là một trong những ứng dụng test 3D mạnh nhất trên smartphone bây giờ luôn rồi. Để xem là khả năng xử lý đồ họa trên ba con này nó sẽ như thế nào nha. Dựa theo kết quả thì có thể thấy là Snapdragon 8 Gen 3 trên IQ 12 chính là con chip có khả năng xử lý đồ họa tốt nhất với số điểm lên tới 5.168 điểm, cao hơn 10% so với Dimensity 9300 và tới tận 30% so với A17 Pro trên iPhone 15 Pro Max. Có vẻ A17 Pro tuy là một con chip có tốc độ CPU rất nhanh nhưng sẽ không phải là một con chip tối ưu quá tốt cho việc xử lý đồ họa. Khả năng mình dự đoán là 15 Pro Max nó sẽ không có khả năng gaming tốt như là hai con kia đâu. Tuy vậy thì có thể những kết quả này vẫn chưa phản ánh chính xác nhất hiệu năng của cả ba con này được. Để có thể kiểm chứng thì chúng ta sẽ cùng thực hiện những cái bài test game. Đầu tiên là khởi động với một tựa game trung bình là PUBG Mobile đi. Setting của 15 Pro Max và IQ 12 đều là HDR và FPS cực độ hết nha. Riêng chỉ có Vivo X100 Pro là không bật được HDR mà chỉ lên được mượt thôi nha. Kết quả sau 30 phút chơi thì có thể thấy là ba con không có sự chênh lệch quá nhiều về FPS, đều sẽ ở khoảng 59-60. Trong quá trình gaming thì ta sẽ không cảm nhận rõ sự khác biệt đâu. Vivo X100 Pro có FPS cùng nhiệt độ tốt nhất, nhưng ta phải xét lại là nó chỉ để ở mức độ họa mượt thôi nha, không phải là HDR như hai con kia. So sánh giữa A17 Pro và Snapdragon 8 Gen 3 về mặt nhiệt độ thì A17 Pro nóng lên khá nhiều, lên tới hơn 40 độ. Còn IQ 12 thì chỉ ở khoảng 35 độ mà thôi, rất là ok. Còn Vivo như mình đã nói thì nó sẽ setting nhẹ hơn hai con kia, nên là nhiệt độ mát nhất cũng không đánh giá chính xác nhất được. Tuy vậy thì mình nghĩ vẫn sẽ khá là mát thôi. HDR với mượt thì nó cũng không chênh lệch nhau quá nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ test qua tựa game có thể nói là nặng nhất trên smartphone thời điểm hiện tại là Genshin Impact. Setting của cả ba con đều ở mức độ họa cao và 60 FPS hết nha. Kết quả sau hơn 10 phút chơi thì Snapdragon 8 Gen 3 thể hiện mức FPS 60 hoàn hảo luôn. Chỉ có 1-2 lần là nó rớt xuống 54, 55,
còn đâu là cứ 60 đều đều. A17 Pro và Dimensity 9300 thì không khác biệt quá nhiều. Mức FPS trung bình đều ở khoảng 59 giống nhau, mức rớt sâu nhất cũng ở khoảng 52 FPS giống nhau luôn. Về mặt nhiệt độ thì A17 Pro trên 15 Pro Max nóng hơn rất nhiều so với Snapdragon 8 Gen 3 trên IQ 12 cùng Dimensity 9300 trên Vivo X100 Pro lên tới 45,3 độ C. Trong khi hai con kia chỉ ở khoảng 37-38 độ mà thôi, trên là tới gần 7-8 độ. Apple có nói rằng họ đã trang bị một miếng tản nhiệt nhôm trên 15 Pro Max giúp cho phần tối ưu tản nhiệt tốt hơn. Tuy vậy thì mình thấy là vẫn chưa đủ nếu như so với IQ 12 cùng Vivo X100 Pro. Tổng kết lại, có thể thấy là Snapdragon 8 Gen 3 trên IQ 12 chính là con chip smartphone có hiệu năng mạnh nhất, toàn diện nhất thời điểm hiện tại. Từ cả những bài test đo hiệu năng tới cả trải nghiệm gaming, FPS, nhiệt độ đều cực kỳ tốt. Tiếp theo, vị trí thứ hai sẽ là Dimensity 9300 trên Vivo X100 Pro. Thật sự là những con chip tới từ MediaTek đã ngon hơn ngày xưa rất là nhiều rồi, không còn mang tới nhiều sự e ngại tới cho người dùng nữa. Và vị trí cuối cùng đương nhiên sẽ là của A17 Pro trên 15 Pro Max rồi. Tuy vậy thì sự khác biệt trừ phần nhiệt độ ra thì cũng không chênh lệch quá nhiều khi so với IQ và Vivo. Bên cạnh đó thì 15 Pro Max còn là con có sức mạnh CPU lớn nhất, giúp mang lại tốc độ trải nghiệm đóng mở ứng dụng nhanh nhất thế giới smartphone thời điểm hiện tại. À, cuối cùng thì các bạn lưu ý một điều nữa trong video này, đó là Snapdragon 8 Gen 3 trên Vivo X100 Pro là mạnh nhất. Tuy vậy thì không có nghĩa là con nào dùng Snapdragon 8 Gen 3 cũng sẽ mang lại hiệu năng giống như vậy nha. Ví dụ như là S24 Ultra cũng dùng Snapdragon 8 Gen 3 đó, nhưng chơi game không hề ngon tí nào. Và cho nên là con chip có mạnh đến đâu cũng phải còn tùy thuộc vào sự tối ưu tới từ nhà sản xuất smartphone nữa nha. Và các bạn có suy nghĩ gì? Hãy để lại bình luận phía bên dưới. Cuối cùng thì nhớ like video này và theo dõi kênh Viettoplay nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.